Tập 14. Đây chính là kết cục tìm tôi cùng luyện tập. Sau này bớt lấy bố tôi ra uy hiếp tôi đi. Không phải chỉ là con chồn thôi sao? Thỏ bị ép quá còn quay lại cắn người. Đi thôi. Đừng, nhẹ tay một chút. Đau quá đi. Sợ đau thì đừng dùng sức quá mức. Kỹ thuật của anh ta tốt như vậy, em không ra sức, sao em có thể thắng anh ta được? Em cho rằng em thắng à? Em không biết sao? Biết cái gì? Là cậu ấy nhường em thôi. Anh ta nhường em. Tại sao anh ta phải làm vậy? Từ lần đầu tiên gặp em, cậu ấy đã nhường em rồi. Cậu ấy thích em. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh hy vọng mình cũng có thể giống như cậu ấy, biết làm sao. Cho anh biết, anh sớm đã nghe ngóng được. Mấy kiểu điều tra nước ngoài như vậy đều là kẻ lừa đảo thôi. Hắn tìm đủ cớ để đòi tiền, sớm đã bị cảnh sát tóm rồi. Không phải chứ? Cái này Lạc Đông Đông, cái đồ ngốc này lại tìm cho mình một kẻ lừa đảo. Cậu ấy còn một mực nói với em thám tử này đáng tin cỡ nào. Thật là nhờ người chỉ bằng tự thân dẫn động. Tức chết em rồi. Tung tích của Hà Trạch Dương anh sẽ giúp em tìm. Em không muốn kéo anh vào trong chuyện này. Kéo anh vào à? Em là người của anh, anh kéo em vào cũng như vậy thôi. Hôm nay đội cổ động tiến hành tuyển chọn, mọi người hăng hái tham gia đăng ký nha. Hay, hay lắm. Tôi muốn đăng ký.
Tôi cũng muốn. Không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy. Em muốn tham gia không? Em lại không thiếu câu lạc bộ. Cho tôi một tờ. Bên này tôi cũng muốn. Có điều gì anh? Em quyết định tham gia. Bạch Di à, em tốt thật. Vậy anh có thể đồng ý với em một chuyện không? Em nói đi. Sau này những buổi tụ tập của anh ở câu lạc bộ có thể dẫn em đi chung không? Ý em là cùng Cao Dương, Cảnh Hạo à? Em nghe nói nhà của Tề Cảnh Hạo rất đẹp, trồng rất nhiều hoa hồng. Em muốn tới xem thử. Được thôi, có cơ hội anh sẽ dẫn em đi. Anh không lừa em chứ? Sao anh có thể lừa em được? Tốt quá rồi. Hôn em đi. Em không phải là bạn gái của anh sao? Hôn đi. Đáng ghét. Không phải em bảo anh, em giỡn thôi. Ở đây nhiều người như vậy, ngại chết được. Anh không vui à? Đâu có. Vậy em đi lấy đơn đăng ký. Tề Cảnh Hạo, Lễ Thánh. Tề Cảnh Hạo, Lễ Thánh. Lần này tôi chắc chắn không thua cậu. Thời gian 10 ngày, cậu có thể luyện ra một bông hoa sao? Vậy thì phải thử xem. Tề Cảnh Hạo, Lễ Thánh. Cậu chắc chắn hạ gục được cái tên Bạch Nhãn Lang đó. Lễ Thánh, ổn định. Tề Cảnh Hạo không giữ hơi được như cậu đâu. Cao Dương, cậu làm gì? Cao Dương, tôi ném cậu ta. Đây là cuộc thi, đừng làm loạn. Tiểu Bạch, tớ biết ngay cậu sẽ giúp tớ mà. Tại sao cậu lại nói giúp cậu ta? Đây là cuộc thi. Tề Cảnh Hạo, cố lên. Cố lên, cố lên. Điên rồi, điên rồi. Tề Cảnh Hạo, cố lên. Cố lên. Cố lên. Bản bản, hình như Cảnh Hạo bị áp chế rồi. Bóng của Lệ Thánh sao lại sát sàn sạc như vậy? Xem ra, đây là chiến lược mà Lệ Thánh đặc biệt nghiên cứu để đối phó Cảnh Hạo. Cậu có sở trường tấn công, nhưng tôi tuyệt đối không cho cậu cơ hội. Tề Cảnh Hạo, cố lên! Lệ Thánh, cố lên! Tề Cảnh Hạo, cố lên. Sao vậy? Không dám phản công mà. Khi nào phản công? Tôi mới là người quyết. Cố lên.
Tề Cảnh Hạo, tôi xem cậu còn trụ được bao lâu. Cảnh Hạo, cố lên, cố lên. Là Thiết Tấu. Quá ra Lệ Thánh ngay từ khi bắt đầu đã liên tục phát bóng để kiểm soát Thiết Tấu. Chỉ cần mình đi theo Thiết Tấu của cậu ta, vậy mình chắc chắn sẽ thua. Quả nhiên lại liên tục phát bóng. Vì thế mình phải phá vỡ Thiết Tấu của cậu ta. Hay lắm. Lệ Thánh, tôi nhìn thấu cậu rồi. Lệ Thánh, cố lên. Tề Cảnh Hạo, anh thắng rồi, thắng rồi. Còn đắc chí được không? Để chúc mừng Cảnh Hạo, đánh Lệ Thánh tới nỗi mông chảy ra nước. Cạn ly. Cạn. Cạn. Tuy lần này thắng, nhưng thực lực của Lệ Thánh vẫn không thể xem thường. Đánh bại đối thủ rồi, vẫn nói thực lực đối thủ mạnh. Tôi thích cậu như vậy. Nếu bây giờ đã làm hội trưởng rồi, thì đưa Nana nhà chúng ta vào danh sách đội cổ vũ đi. Ai nói em muốn vào đội cổ vũ? Cậu chờ một chút. Không phải em nói em muốn vào đội cổ vũ, cổ vũ cho anh sao? Động tác có độ khó cao như vậy, cái gì mà đứng trên vai nhào lộn, em thăng bằng không tốt, anh muốn em ngã chết à? Cảnh Hạo, cậu cũng nên nghĩ tới hợp tác cùng cậu ta. Dù sao cũng phải đối mặt với cấp học viện, cũng không thể người mình đánh mình. Để tôi làm cho. Đừng khách sáo. Hôm nay cậu thắng, mọi người đều rất vui, đúng không? Cảm ơn. Ngày mai gọi cậu ta tới, mọi người cùng mở cuộc họp. Gọi cậu ta tới làm gì? Trực tiếp đuổi đi là xong. Đuổi cậu ta đi. Thế cậu đánh bóng thầy nha. Đây cũng là một vấn đề. Tôi không dễ dàng gì từ chủ lực chuyển sang dự bị, không thể quay lại được. Lệ Thánh, sao mẹ lại ở đây? Mẹ nghe nói con đổi trường rồi, nên mẹ tới xem.
Hôm nay dì ăn cơm nha. Bỏ đi, con còn phải đi luyện bóng. Hôm nay ông nội của con tới. Mẹ làm như vậy, sao không thương lượng cùng con một chút? Cùng nhau ăn bữa cơm thôi, không phải rất bình thường sao? Mẹ hễ đi là mất tới nửa tháng, gọi điện cũng không nghe máy. Đột nhiên trở về liền hẹn ông nội ăn cơm, điều này bình thường à? Mẹ thua bao nhiêu tiền? Nói đi. Mẹ thiếu tiền, có thể nói con biết. Nhưng mà ông nội lớn tuổi rồi, mẹ tha cho ông đi có được không? Con nói chuyện với mẹ như vậy à? Là con không nên nói chuyện với mẹ như vậy. Nhưng mẹ có nghĩ tới cảm nhận của con chưa? Mỗi lần mẹ đều lấy danh nghĩa của con đi xin tiền ông nội, mẹ biết anh họ nói gì sau lưng con không? Nói con là thằng xui xẻo trời sinh, vừa sinh ra đã khát chết bố, còn có một người mẹ nghiện cờ bạc. Nana, ăn xong muốn ăn chút đồ ngọt không? Em muốn ăn tổ yến. Tổ yến ở đây nổi tiếng nhất, ăn vào da dẻ căng mọng, nhẵn bóng tới mức anh không nỡ buông tay. Quả nhiên vừa trơn vừa nhẵn. Được rồi, anh gọi tổ yến. Nào, ăn đi. Em muốn ăn gì? Tùy anh thôi. Đương nhiên là tổ yến rồi. Con gái đều thích ăn tổ yến. Cảnh Hậu, sao không nhìn thấy Hiểu Hy? Tôi sớm đã nói với cô ấy. Ai biết cô ấy chạy đi đâu rồi? Tôi không nghe gì hết. Tôi đeo tai nghe. Tai nghe đâu? Em nhìn tôi như vậy làm gì? Đồng tình sao? Cũng đúng thôi. Đánh bóng thua Tề Cảnh Hạo, lại bị em nghe thấy chuyện xấu hổ như vậy, rất đáng đồng cảm. Nể tình tôi đáng thương. Tối nay mời tôi đi ăn đi. Tôi biết em không muốn. Lệ Thánh à, anh sẽ không rời khỏi câu lạc bộ chứ? Em thấy sao? Trước mắt phải thi đấu rồi, còn quan trọng hơn việc tranh chức hội trưởng. Tôi hy vọng anh có thể cùng Cảnh Hạo giành quán quân trong cuộc thi. Tề Cảnh Hạo thật sự rất cần anh. Làm ơn đi. Tôi luôn nghĩ. Nghĩ gì? Tôi luôn nghĩ, nếu như có thể có được tình yêu của em, sẽ hạnh phúc biết bao. Cậu ấy thua, em quên ăn quên ngủ, tập bóng cùng cậu ấy. Cậu ấy thắng, em suy nghĩ cho bước tiếp theo của cậu ấy. Sợ tôi đi mất, Tề Cảnh Hạo không lấy được huy chương. Được em toàn tâm toàn ý yêu thương như vậy, hạnh phúc biết bao. Rất nhiều cô gái thích anh mà. Rồi sẽ có một người toàn tâm toàn ý yêu anh thôi. Bọn họ không giống em. Chỉ có em mới khiến tôi rung động. Tề Cảnh Hạo, cố lên. Tề Cảnh Hạo, cố lên. Chỉ có Nhan Hiểu Hy mới xứng đáng để tôi theo đuổi. Tôi chỉ thích em mà thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tôi đáng ghét như vậy à? Tôi nói với anh rồi, tôi có bạn trai rồi. Em để tôi hôn một cái. Hôn một cái rồi tôi sẽ ở lại. Anh
Lúc đó anh rời khỏi Minh Đức không phải vì không chịu được những thủ đoạn bí ổi của huấn luyện viên mới à? Nhưng bây giờ anh làm vậy có khác gì họ chứ? Thánh tướng quân mà tôi quen chính là vì có thể rèn luyện kỹ năng bóng. Tới những câu lạc bộ bẩn thỉu xấu xa biểu diễn đánh bóng miễn phí, đó mới chính là người. Em biết rõ tôi thích em. Em vẫn muốn tôi nhìn em và Tài Cảnh Hạo yêu đương thắm thiết à? Còn muốn tôi giúp cậu ta thực hiện nguyện vọng? Lệ Thánh, không sai, đây quả thực là nguyện vọng của Tề Cảnh Hạo. Nhưng lẽ nào không phải là nguyện vọng của anh à? Lệ Thánh, Lệ Thánh, xin lỗi, tôi tới muộn. Mau qua đây, tới muộn trả tiền. Mặc kệ cô ấy. Sao vậy? Em làm sai gì mà không biết à? Anh biết rồi hả? Đương nhiên anh biết. Em ngồi cách xa anh như vậy, anh mù hay sao mà không nhìn thấy? Vì chuyện này thôi hả? Có cần phải cao có như vậy không? Qua đây. Được rồi chứ. Phục vụ. 3 phần tổ yến. Nhìn cái gì? Em muốn tự gọi món. Anh gọi không phải chính là món con gái thích nhất à? Em chưa từng ăn qua, ai biết có ngon không? Không phải chứ Hiểu Hy, nhà cậu giàu như vậy sao có thể chưa từng ăn tổ yến? Đúng, đây không phải vấn đề tiền bạc. Tổ chim người ta đang sống yên ổn, tớ thấy ăn mất nhà của người ta quá, quá tàn nhẫn rồi, đúng không? Em nói anh tàn nhẫn à? Hiểu Hy, tổ yến của nhà hàng được làm từ tơ yến. Chim yến không sống trong tổ. Cái tổ của nó chỉ dùng để ấp chim con thôi, không gây hại chứ đừng nói tàn nhẫn. Tớ biết chứ, tớ chỉ cảm thấy vị hạnh nhân sẽ ngon hơn thôi. Tề Cảnh Hạo đã gọi món rồi, cậu cứ nghe theo đi. Tại sao tớ phải nghe theo chứ? Ngày nào anh ấy cũng hung dữ như vậy, tớ còn phải thuận theo tới bao giờ? Đó là vì quyết định của anh đúng đắn. Tổ yến tốt cho da của em, có thể khiến da căng mọng. Da của em chưa đủ đẹp sao? Đẹp à? Như giấy ráp vậy. Tề Cảnh Hạo, được rồi được rồi. Tổ yến hạnh nhân gì đó, mỗi người một phần. Dù sao hôm nay cũng là cậu ấy mời. Anh thanh toán. Hôm nay đúng là xui xẻo, vừa ra cửa đã gặp phân chó. Tạm thời cậu đang là hình người dán chó. Đợi đến trận đấu, tôi đánh cậu thành phân chó cũng không chừng. Hôm nay là lễ chào mừng Chu Dũng, đừng quan tâm tới những kẻ nhàn rỗi. Đi thôi, mau đi đi. Người ban nãy đi chung với họ là Chu Dũng à? Tôi cảm thấy cậu ta rất quen. Hình như từng thấy trên video thi đấu của đội tuyển chuyên nghiệp. Đội tuyển chuyên nghiệp? Chúng ta đào Lệ Thánh về câu lạc bộ, họ lại mời thành viên của đội tuyển chuyên nghiệp, không phải Phạm Quy sao? Chu Dũng rút khỏi đội tuyển chuyên nghiệp, làm thủ tục nhập học, có giấy chứng nhận rõ ràng, xem như không Phạm Quy, huấn luyện viên của Minh Đức. Thật biết lợi dụng sơ hở. Vậy phải làm sao? Lệ Thánh không phải hiểu rõ Minh Đức à? Tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Có tớ không? Tránh ra coi. Hình như không có tớ. Không có rồi. Hình như tớ cũng không được chọn. Sao trên này không có tên của tôi? Danh sách có hạn, người không đủ tư cách đương nhiên bị gạt bỏ. Bạch Di, cậu được chọn rồi à? Thật tốt. Bạn trai là chủ lực của đội bóng, đương nhiên được chọn rồi.
Dù tôi có nói gì, Kiến Bạch đều sẽ giúp tôi. Đồng Gia Nguyệt cũng có đăng ký à? Cậu ấy muốn vào đội cổ vũ, nhất định sẽ khoa tay múa chân. Sao có thể, sao lại không thể? Cậu ấy đã bắt nạt anh bao nhiêu lần rồi? Lần trước anh giúp cậu ấy đánh đuổi mấy kẻ say rượu trên đường, khiến tay bị thương. Cậu ấy không những không cảm ơn, còn mắt chó nhìn người thấp. Bị thương ở đâu? Để tớ xem. Không sao, tay nào, khỏi lâu rồi. Cậu nói xem, tại sao ai cậu cũng giúp? Đúng là thoát khỏi kiếp nạn. Nhìn kỹ mà xem, những người được chọn là những người kiểu gì? Trương Hiểu Nguyệt, thứ nhất từ dưới lên. Hà Tiểu Lan, 10 lần thì tới 8 lần phải làm lại bài tập. Bạch Chi, trong giờ học còn ăn dụng bánh quy, bị thầy giáo Từ giữ lại. Đây gọi là đội cổ vũ sao? Rõ ràng là một đống rác, không có ai tệ hại hơn. Đúng là tốt quá đi. Tránh ra. Bánh quy gì mà ngon vậy? Nào nào, mọi người tập hợp một chút. Hội trưởng có lời muốn nói. Tôi biết Lệ Thánh dựa theo thực lực các cậu phân thành 3 cấp ABC để các cậu tiến bộ nhanh hơn. Vì thế từ nay trở đi, dùng phương pháp trước đây tiến hành huấn luyện phân bậc có tính nhắm vào đối tượng Cao Dương. Mọi người đều tới lấy dựa theo cấp bậc của mình, tuyệt đối đừng lấy nhầm. Cao Dương, Lệ Thánh đâu? Chưa thông báo à? Tôi đã gửi 1000 tin nhắn rồi. Tin nhắn cũng vô dụng, gọi điện đi. Điện thoại cũng gọi mấy lần nhưng mà không gọi được. Chắc chắn là sợ rồi. Cậu ta không phải loại người như vậy. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Cảnh Hạo, Lệ Thánh anh ấy đội gián Minh Đức. Cậu có nhìn thấy Lệ Thánh không? Cậu ấy không tới à? Tới rồi còn phải hỏi cậu sao? Có phải ngốc rồi không? Đúng là vô dụng. Em vừa nói cậu ấy làm sao? Anh ấy có thể đang nắng lại chỗ nào đó ở trong trường. Hay là chúng ta đi tìm thử? Đi thôi. Đã hỏi hết bạn cùng lớp, không có ai nhìn thấy. Tôi đã nói rồi mà, không thể giữ lại một tên Bạch Nhãn Lan. Bạch Nhãn Lan gì chứ? Là các cậu mời cậu ấy qua. Tới rồi, lại luôn coi là kẻ thù. Chính thái độ của các cậu mới ép cậu ấy rời đi. Là cậu ta lòng tham vô đấy trước. Vừa tới, đã ép Cảnh Hạo không có chỗ đứng. Giờ cậu ta đi rồi, giữ lại cậu làm gì? Mau cút đi cho tôi. Cậu nói cái gì? Cãi cái gì mà cãi? Vào trong rồi nói. Còn ngay ra làm gì? Không cần luyện bóng à? Hội trưởng, anh Lệ đi thật rồi à? Anh ấy còn nói sẽ dạy chúng tôi bóng ngắn sát lưới. Sao đây? Không nỡ à? Không nỡ thì đi chung đi. Cao Dương, được rồi, đừng lãng phí thời gian, mau luyện đi. Cao Dương, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính thức khôi phục nội dung huấn luyện của thành viên chủ lực. Không phải, Cảnh Hạo, đừng nói với tôi, vô dụng thôi. Cậu bắt buộc phải làm. Cảnh Hạo, kết quả bốc thăm vào vòng trong. Sao lại đấu cùng Minh Đức? Cái này còn chuẩn hơn trúng số. Nếu chúng ta không muốn rút khỏi cuộc thi, chỉ có thể đấu cùng Minh Đức. Đấu kiểu gì? Cậu có thể, cậu ấy có thể, tôi có thể sao?
Không phải đã nói để cho Lệ Thánh ra trận à? Tạm thời đừng nhắc tới nữa. Không phải, nếu cậu không để cho tôi ra sân thì tôi đâu có nhắc tới. Hiểu Hy à, bây giờ chỉ có cô mới có thể kéo cậu ta trở lại. Sao lại là tôi? Cậu ta thích cô mà. Cậu Cao Dương, Hiểu Hy là bạn gái của Cảnh Hạo. Cậu như vậy là quá đáng. Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Hiểu Hy à, chúng ta chịu thiệt một chút vì đội bóng. Được rồi. Trận đấu đoàn thể không thể không có Lệ Thánh. Để tôi đi tìm anh ta. Em quay lại. Anh đi. Cho dù phải cầu xin, anh cũng sẽ cầu anh ta quay lại. Cảnh Hạo, không phải cậu, cậu không thể từ bỏ tôn nghiêm. Cậu, tôi là hội trưởng, đây là trách nhiệm. Cảnh Hạo, đây là trách nhiệm của em. Không phải, cậu sao có thể, cậu nên. Cao Dương, bớt nói vài câu đi. Để tôi đi, Lệ Thánh là bởi vì tôi cho nên im miệng. Anh không phải đã đi rồi à? Tôi vẫn chưa chinh phục được đối thủ. Sao phải đi chứ? Xin lỗi, tôi tới trễ. Tối qua ông nội tôi không khỏe, ở trong bệnh viện. Điện thoại tôi tắt máy. Cậu tự tại thiệt. Biến mất cả một buổi sáng. Bọn tôi đều cho rằng cậu đã rút lui rồi. Tôi đã bỏ ra nhiều như vậy. Yên tâm đi, dù khó khăn cách mấy, tôi cũng sẽ kiên trì tới cùng. Tôi đang nghĩ cậu cũng nên tới rồi. Thế nào? Nhớ con gái rồi à? Ai nhớ nó chứ? Tôi vừa hay đi qua, tiện thể tới thăm cậu thôi. Được rồi, vừa hay đi qua. Sao vậy? Lần này tới đưa con bé về à? Làm gì có. Cậu giúp tôi chuyển lời. Bảo nó thành thực tử tế làm người đi, triệt để hối cải. Bằng không cái nhà đó không chào đón nó đâu. Tôi xin cậu có được không? Nó là con gái của cậu, chứ không phải phạm nhân. Lão Nhan, người khác không hiểu tôi, cậu còn không hiểu à? Trái tim của tôi rất sốt ruột. Tôi chỉ muốn nó thoải mái, tìm một công việc ổn định. Cậu nói xem, tôi làm vậy là sai à? Nó lớn như vậy rồi, cả ngày toàn nằm mơ giữa ban ngày, suy nghĩ viển vông. Nó là loại vật liệu nào? Tôi còn không hiểu à? Nó còn tưởng mình là chim ưng bay trên bầu trời. Nó chỉ là một con chim núi không thể bay được. Nó không phải là trẻ con sao? Trẻ con ước mơ là chuyện bình thường. Cho nên tôi mới nhắc nhở nó, để cho nó biết trên trời không thích hợp với nó, để nó thành thực ở trên mặt đất giùm tôi. Cậu nói xem, nếu có một ngày tôi và mẹ nó đều không còn. Xui. Tôi chỉ nói là giả dụ thôi. Ai nuôi nó chứ? Tới lúc đó để cậu nuôi nó. Cậu có nuôi không? Làm gì vậy? Không cần đâu. Không được, cậu cầm đi. Nó cắn tôi là đủ rồi. Tôi không thể lại để nó tới cắn cậu. Tôi nói cho ông biết, phế vật mà ông nuôi, sau này sẽ không tiêu của ông một xu. Đông Đông, cậu còn không mau đuổi theo.
đuổi không kịp. Tôi cũng không biết nói gì với cậu nữa. Cái đó tôi đi trước. Tôi để tiền lại cho cậu. Đây là gì? Tiệm quần áo tôi đang làm. Tiền lương cũng không tệ. Đang tuyển sinh viên làm việc bán thời gian. Tôi sẽ không làm việc ở những chỗ như vậy. Tôi cũng không để cho cậu ăn không ngồi rồi ở nhà tôi. Cậu nói nhỏ thôi, người ta nghe được phải làm sao? Nếu còn không nợ phí ăn ở, sàn nhà cũng không được ngủ. Đặt lại ghế cho tôi, miễn cho cậu một bữa tiền cơm. Cậu nằm mơ đi. Đòi tôi phí ăn ở, sao cậu không đòi cái kẻ thất bại kia? Buông ra. Cậu buông ra. Dành thịt trên bàn ăn. Cậu không cần thể diện nữa à? Tôi mặc kệ. Tôi cần thể diện. Không phải bị ốm hư não luôn rồi chứ? Não cậu mới hư. Lạc Đông Đông tôi là người có phong độ, không muốn cùng cái loại hống hách ngang ngược, ăn không ngồi rồi, kiến thức tầm thường như đồ giấy nhũi nhà cậu. Nói như cậu đã nợ phí ăn ở rồi vậy. Cậu chờ đi, tối nay tôi quay về, tôi sẽ nhìn thấy cậu. Lúc đó phải ngủ trên sàn nhà. Tôi nghĩ tới cậu lúc đó dáng vẻ cuộn tròn trên sàn nhà, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lấy gì chứ? Cậu quý gì? Chú Nhàn, Đông Đông, chú Nhàn, ăn no chưa? Ăn no rồi, cháu đi kiếm tiền. Kiếm tiền? Ở chỗ này của chú, cháu đâu có chết đói chứ. Chuyện kiếm tiền, chờ lớn một chút rồi nói. Cháu nói với chú, cháu không thể chờ thêm một phút nào nữa. Cháu không muốn giống nhà ai kia, ăn không ngồi rồi. Tạm biệt. Ăn không ngồi rồi. Hai đứa lại làm sao vậy? Chú, cậu ấy thật sự đi kiếm tiền à? Có thể. Cháu xem nó cả ngày đều suy nghĩ phải làm sao để kiếm tiền trả phí ăn ở. Lại không muốn ở không? Đông Đông nó, cháu đừng thấy bình thường mất tập trung như vậy. Nếu nó đã quyết thì rất cố chấp. Cái kẻ thất bại này, để giẫm đạp lên tôn nghiêm của mình, thật sự cái gì cũng có thể làm được. Cái gì? Chú Nhan à, cháu đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng. Buổi tối cháu phải ra ngoài. Những thứ này chú dọn giùm cháu. Được. Đi đường cẩn thận. Rửa chén thôi. Xin chào, hoan nghênh quý khách. Lần đầu tới đúng không? Nếu cô có hứng thú, tôi có thể giới thiệu cho cô sản phẩm có thiết kế đặc sắc trong cửa hàng chúng tôi. Nói đến thiết kế thì tôi còn hiểu biết hơn cô. Không cần cô múa rượu qua mắt thợ. Vừa nghe đã biết cô là người trong ngành. Chúng tôi vừa có lô hàng mới. Cô có muốn xem không? Giảm 10% toàn bộ. Mua đồ trên 5.000 tệ còn có thể có được chiết khấu. Không cần xem mẫu mới. Tôi muốn hỏi cô một câu. Cô cứ việc hỏi, chúng tôi chắc chắn sẽ trả lời. Chỗ này của các cô có phải đang tuyển nhân viên làm việc bán thời gian không? Không ngờ cậu tới thật rồi. Trên thế giới này không có chuyện gì mà tôi không làm được.